mua tỏi trên hầm, giờ bữa hay thúc bừng mua tỏi yếm lấy trình con email và lo đài phát thanh truyền hình lô hì xanh. Mua tỏi à, dấu đề án thiêu cơ cầu dấu nhận dấu hôm tàu dùn, bé tỏ đáng mai trà hăng, bịa choàng xám măng. Bó cháu phát triển cầu mạng tàu sen tăng y chí lây chậm lụa thảo y chí lây nhị chậm hàng, lo đảng bộ và xác quyền. Chàm chìa sang mắt xào xìa cũng phát triển trang công mô hình, dùng mà hàng hùa, tỏ thảo nhuần siêu nhập hàng bùn miền màn. Muốn mua tỏi tôm dòi tăng mạng ô. Liều tỏ mô hình dùng mà quần bìa áp dụng chầu, sang ma xào xìa cũng xếp bìa phùi hỏng cho trung tâm dịch vụ châu nhận châu hôm, chôn phiền chôn búa miền màn châu. Y trên lệnh chếp chết hàng, sang ma xào xìa cũng phát triển dùng mà, căn hùng châu nhận châu hôm hàng hùa bùn chếp chết hùa miền. Đăng ký tham gia bìa căn bé dệt bé chết chếp tàu, chia trang hội triển khai, thao y chẳng băng mà cũng phát triển tốt lùng. Phát triển cái đàn gia súc, đặc biệt là đàn ngựa. Phát triển bằng tàu sen dân bé bằng mà dầm tẩy bùng, liều thúc đẩy suy cơ cầu chầu nhận dầm trang xìa, trao quyền quân phai có làn cằn bậu chuyên, dẫn tiểu công chầu nhận dầm quyền, nài bé mài thủ y, nài tiểu quân phong thầy xìa, trao xìa quân xê liềm, chân hợp tác cầu mạng mà, tỏ chân tiểu bành tăng, xìa quân trao chân hội miền màn quyền, liệp chân tổ mài bùa hiệu bé tổ hội chầu cung, tổng hợp ba liền công hua miền cầu mạng dầm nại mài, chịp chân hua tham gia bịa chầu dự án. Có lan càn bậu quân chùn phiền chào búa miền màn cầu mạng, y chẳng xía quân tình tình chi bịa chùn phiền miền màn, khỏi trăng chân có hua miền dầm tẩy bùng. Tuyên truyền nhân rộng ra các cái hộ khác trên địa bàn. Triển khai mô hình dùng mà, miền màn tốt ảnh hộ lãi suất rổ tổng ca nhuần nhàn chấu nhận bế pha chếp lụa, hà nhịa. Anh hộ miền màn choáng bia bùn má nhằn, anh hộ nhàn chấu ma dồ. Nai bé hua trà tình tham gia mô hình dùng mà hàng hùa tao dùn lọ xìa, có chào a hư như trà tình dâm làng mới làng sang ma xào xìa cũng phát triển băng mà pháo thêm y tàu tiền làm chùa này bùa dùng mà biết chủ mài nhàn dầu mài dồ choáng mía mài mà quân hang nảy quân nảy tiểu bướng chủ dầu bùa khủng quảng công dầu ha vậy mà quân chào cái nai xê liệm quân tu ảnh hồ dưa bùa quần dùng và bê tỏ thảo giá trị kinh tế hăng tỏi căn cầu bệ nhung băng mà bê phù hỏng căn đào thâu cho điều kiện cầu mặng dồ hăng dùng mà quần chân dồ nhuần cả nai nhận bê miền màn bùn mà bê chủ bèn mô hình dùng mà hàng hùa dâm sang ma xào xìa tạo bìa khỏi chân hùng mình chàng cung bong thỉnh miền màn che ngò giảm trùng bánh tăng. Mùa tỏi trên hầm hà dặn quân mẫu trăm mày có làn phình xanh tình tình dầm họ tòng chào sâu kíp bo cho tiểu sĩ giáo dục liều tỏ hiu hiu thảo có làn họ xanh trăm làn phình xanh cún cằn sẵn sàng hy sinh căn nhi hàng xầy chim lèng chìa khỏi có tiểu khâu dầm khoai phẳng y hoi buồn mùa tỏi mặng cho dư bùa thảo căn điểm họ tòng trộm khâu nhân dầm tẩy hàng bản phùng liều hiu tu có tiểu khâu lọ có làn phình xanh chầu tiểu sĩ dầm tẩy hàng tiểu trao trình bịa bè miêu miền nhi lăng bế kinh chiên ạ mình trăm tụng linh tạp thê quân thảo trang hụ chém bèo tôm miền mình tài quân ạ kèn công thảo cùng ngoài chê ha hỏi quân chủ giang trao thảo họ tòng tụ sâu hăng lãnh quân tiểu trao nai mình tài thảo điểm họ tòng phùng mông vấn duệ vấn mài có lan họ sen thảo tụ sâu y dạo kinh chiên ấy hay lớp tụ sâu bế mài trăm làn họ sen ha hỏi quân thảo lớm lồng duệ đại bé động lực liều có làn phình xanh chưa khỏi trộm khâu kít po trao làng pẹ miêu miền dâm nay nhiều phần bé cây chân ở mình tụ sâu về thảo họ tòng dìa tu có làn phình xanh chào phía dạng tụ sâu giàu có nhùng dẻo dân gian dìa hãy kinh chân ấy hay chăm trao dìa ỏi thảo họ tòng trước khi tôi lên đây thì tôi đã đảng tổng dìa thảo họ tòng dìa quân quần chăm làn họ xanh có làn cùng ngoài chơi dầm nay mài chăm làn trụ dầm chân nìn dầu nìn mùa thảo họ tòng liều bong thành tía mà dìa quản hàng ngày dìa quân ảnh kinh chiên dầu thim dù che xuân có tiểu khâu liều bong thành trao chào bùa họ sen hiu giang liều hà chặn hô phào nìn bùa mài hiu hiu những dù trộm khâu hăng nìn bùa nhì tía mạ tiểu khâu hồ nhân tỏi cằn có làn phình sen dầm lằng giấy bé tiểu trao mình tài ạ giấy cầu duần vật chất này bé tiểu hiu hăm tiểu dù dầm nìn trà tình
phiền sen Vũ Thị Khuyên, quân po trao điểm họ tòng phùng mông tăng xịa hàng ta tài nay. Trang hộ cầu pun phiền sen hưu tu có tiểu khâu dầm nay. Mằng quản có lan họ sen, háng cầu nhằn, lùi hấu cầu chu. Chào bé, mai hề tạm, quân thảo họ tòng tụ sâu, phía giảng. Mằng quản bè miêu miền dầm nay hàng này, mai trăm tiểu khâu vần pun cùng ngoài chơi thảo họ tòng tụ sâu. Để bé tiểu tò thảo hiêu hăm, để bé động lực liều có làn phình sen kít bó trào nghề giáo sâu. Bình thường lên lớp thì các em học sinh ha hỏi pháo lơm giờ quân giáo bùa họ sen tụ sâu phía giảng giáo mùa giáo bảo dùng có làn họ sen bé ở hay chăm chia lưu trang hộ dâm họ tòng tạo dần béo dâm giờ hãy kinh chiến giàu chăm vậy giờ hăm thảo nhi trà tình chàng thảo cằn nhi cùng ngoài chơi thảo trang hộ nhận hàng giờ cùng mộng oẻ mái như cùng hòa căn nhận hàng chăm dùn chẳng peo giờ cún hưu tu chầu hải nhung nhiều khi mình gọi điện về dù dâm có điểm họ tòng tẩy hàng thảo lùng hoàng phe có hỏi tình sâu trình hưu tu có tiểu mai hà làn căn dâm lọ có làn phiền sen tẩy hàng trình hưu tu có tiểu hiêu hăm thảo họ sen hang hải nìn bua trình tài dâm nay bọn tu có tiểu ấy hay lọ có làn hậu sen này bé động lực liều có làn phiền sen chào sâu thì cũng có công đoàn dâm họ tòng quốc bùng mai công đoàn trao ban giám hiệu họ tòng mảng thầu dù hang phào thăm trao động viên chia sẻ cần có làn phiền sen dâm lằng mai miền màn nít này bê kình chèn mảng thầu chăm dùn khun chia họ tòng tò bùn có làn phiền sen đẻ phe lai nhằn dâm điểm họ tòng tông chia liều trang hộ giáo sâu dâm bùa dỗ ảnh choàng trà cầu mạng lai liều mai thim lai nhằn tại điểm trường thì là đội ngũ có làn phiền sen dâm tẩy hàng hang nay bẩn chăm bê miền lùn tình nguyện phào tẩy hàng dầu tiểu sĩ giáo sâu tỏi căn phiền sen nhiệm vụ khùng tình dâm chàng hộ phào lớm này bê anh chủ chia chăm nom tròn chia chăm tiểu xuân thảo chun phiền chun bùa họ sen thảo họ tòng tụ sâu căn có tiểu khâu lọ cộng đồng hang này có làn họ sen hô phào doẩy về tiểu hiêu hiu lọ có làn họ sen trang hộ chia chủ trao vẩy hàng sẩy rời nhân có làn miền này quân kình chân xứng đáng đại diện pun khoai phẳng làn phình sen nhuệ nhụ nghề kình chân quan trọng này mưa tỏi trên hầm dâm phú nhuận xìa bút sẩy nguyện pung hùng miền màn phì đâu dầu nhận dầu hôm nhuệ tình tình tu triển khai trăng tăng pung hùng nay quân bài xuân sầm mô hình điển hình tiên tiền dâm tiểu trao dầu nhận dầu hôm căn nhuận siêu nhậm bê ba châu nhàn điện hàng tỏ đỗ thị khanh yêm phú an y lằng phú nhuận xìa nè bê hua miền điện hình hăng này nhỉ bê hàng tỏ khanh xây liệm trà tình trao xuân cơ lệnh yêm trà tình kinh chân trộm khâu trăm dần kinh tế tông này y huân quân mình châu phụ xây nhận hoi mai siêu nhậm trình y chia chậm chin nhàn xây trạng khâu trăm bịa trên lệnh chậm hàng tỏ bùa y huân quân sàng làng mạnh dạn các diệp châu nhàn dần liều xây liệm hệ thống liều khoi hùng phát triển cầu măng tăng hồ thảo phầy quy mô băng tùng lọ tỏ nhi trà tình quân phát triển lồng coi hàng niên nay hà dặn quân tỏ nhi trà tình xuân mài diệp bé tàu tùng tông mai nhuần nhàn lành quận tu lợi thế tăng mài đào trăng tỏ khành quân khoi hùng dùng tre liều tạp ảnh nhu cầu quân hỏi quân cỏ hàng lọ thị trường ba liền tòng trang đào dầu nhằn rồi tu tỏ suy chia choàng kỳ chia to thảo nhuần siêu nhậm cỏ hàng tỏi căn choàng bèo nhi trà tình cầu mang nhiệt hà nhịa mai nhuần siêu nhậm khuôn cỏ hàng phào hăng tào dùn mại tào dùn nhi trà tình khuôn ca nhuần nhàn cầu mang ia khuôn dùng chết bé nom tre chào siêu tu bé diệm bên châu nhàn tỏ Đỗ Thị Khánh cũng sẵn sàng chia sẻ buôn miên man diêm lăng kỹ thuật cầu măng choàng căn này. Căn này, anh hộ thêm trầm tiểu liều có hua miền nít này, phát triển dầu nhằn, trái ngò bành tăng, tăng tổng diện hua miền trộm khâu nhân, thảo ấy trên lệnh diệp chết hàng. Tỏ Khánh nhi trà tình cũng thu công lệnh danh hiệu, hua miền trà tình dầu nhận dầu hôm nhuệ lọ phù nhuận xìa. Hôm nay nói chung là cũng nhiều hộ phát triển kinh tế về chăn nuôi. Yêm phú y lằng, y dặn cún mai chăm hua miền phát triển cầu mạng trao choàng cả nay.
dập quản bê, chăm hua trà tình, miền lùn, hang này quân mạnh dạn đầu tư giàu nhằn, ca nhàn lọ quỹ ảnh hộ miền màn, trao chăm nom tòng nhuần vốn, tăng nhuần nhàn nông nghiệp đầu tư cầu măng, dập quản áp dụng khoa học kỹ thuật, bịa dần bùng song phun tàu xanh, quân bùa tu bền piêu hằng, siêu nhập lọ miền màn bé on tình. Điều kiện kinh tế của tôi thấy gia đình ngày nói chung là phát triển mạnh mẽ. Một trong những hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã của xã Phú Nhuận. Hiện công hô trà tình bộ danh hiệu châu nhận doài lọ Phú Nhuận xìa bị trên lệnh diệp chiến hàng. Tỏ độ thị khánh nhi trà tình quân tu tiếp cận căn nhuận nhàn anh hộ miền màn. Tỏ nhi trà tình quân ca chết diệp châu. Chia lưu lệnh nhuận nhàn, tỏ dụ mai chẳng đau, mai chẳng dồ, hang này tỏ quân mài tre, nhuận cả nai nhằn liều cầu măng. Phát triển sản xuất gà. Căn có tiểu quân sầu lọ liều phát triển kinh tế trà tình trao anh hồ bệ hôi miền, tỏ Đỗ Thị Khánh xứng đáng với tấm gương điển hình, dân tiểu châu lồng dâm tiểu công châu nhận châu húng, liều châu phào bến miền trên đàng. Muốn tỏ trên hâm. Gây hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hạt dặn quân tu mặng, nằm bê dệt dầm có tiểu thế mạnh lọc bút xây nguyên. Dầm có hàng tác tài nay, tẩy buôn quân mai chăm chính sâu anh hồ, thúc đẩy lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp phát triển, rồi bịa bầu hàng dây dạng buôn nguyên màn. Hàng nảy quân, tiểu công quy hoạch quân siêu có cơ sở tiểu thủ công nghiệp, dầm quyền vấn tình phường chăm tiểu khâu. Nằm bê xưởng sản xuất đèn lọ ông Tạ Anh Tuần dầm Xuân Quang Xìa, dầm nay tổng quân tỏ bịa chầu kê nai chu hàng ta tài, chào quy mô bê hồ nhân bút sánh quyền. Hàng này quân, cơ sở vấn kênh tu cấp phép kinh doanh. Căn ông Tuần, liều mài tu chơi phem, cơ sở chế biến lâm sản lọ ông, chỗ hàng diệt bê nhì chiếm cơ sở dấu nhận, chế biến đàng dâm bút sánh quyền, dù mai cào chăm tiêu trì dần nhuần đàng, tòng khói xương. Hàng này quân, bổn chăm có xưởng dầu đàng, vần ạ tan bao tu có tiểu, nè bé dẫn dầm có tiểu khâu khoảng măng lọ huôm trà tình, phát triển nghề chế biến đèn. Ham thảo tiểu công khỏi công ty mài xuân tăng nhuần nguyên liệu lọ tẩy pung, dầm bé bận nguyên liệu dầm nay bé chăm, mài tiểu châu phát triển tu. Hàng này, giờ quân đầu tư bịa châu, dầm tiểu công châu tiểu ấy hay nhân tỏi can dìa, nại bé mài thêm công châu bùn miền màn, cho mài thêm nhân siêu nhậm bùn can nhi cha tình. Dầm này quân quy hoạch tăng chầm, hàng ta tài nay. Hàng này quân y chẳng bút giành quyền vấn canh châu chẳng tu có cụm tiểu thủ công nghiệp, y chẳng cơ sở tòng châu vần, dầm nín miền màn, dấu ảnh hưởng thảo miền màn nhi xế chàng, cơ sở gia công cơ khí lọ cò, Trịnh Xuân Duy dâm tổ dân số y, thị trấn Phố Lu, dấu xuân tăng nai chiếm hàng, hưu tu dấu ảnh hưởng thảo miền màn đến nay. Hàng nảy quân, cơ sở vấn dấu tu, vậy mai tòng suy mình. Muốn là có một cái lời sản xuất. Dìa mộng ỏi bé mài nòng tòng, dấu nhận dấu hôm trăng, trao phù hõm dấu ảnh hưởng thảo miền màn trao làng tràng yếm nín nay. Ví dụ hang mài tòng liều dấu nhận tiêu thụ công nghiệp, dìa mộng ỏi chính quyền anh hồ bùn dìa bùa, dần tòng dấu, liều dìa bùa dấu nhận có hề. Chia lưu y hàng triển khai đề án phát triển tiêu thụ công nghiệp, thảo y chẳng bút giành quyền quân mài lụa bé nhì chậm cơ sở dấu nhận tiểu thủ công nghiệp, dấu công dâm chạm tiểu, mài chân công dấu bùn nhì bé hùng chậm lan miền. Có ngành dấu nhận tiểu thủ công nghiệp bùa lụa bé chậm hùng chút nhàn, tốc độ tăng trưởng trong bèn bùa nhì chậm buồn bé. Hàng nảnh quân, tiểu á nhân bé canh dấu tu có cụm tiểu thủ công nghiệp, vấy cào nhuần nhàn dự án bùa cụm tiểu thủ công nghiệp. Nhất là về cái quy hoạch. Thì đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt quy hoạch chung của ba cụm tiểu thủ công nghiệp. Tài dân bê dần quy hoạch quân tu Ủy ban miền màn xanh phê duyệt buôn nông tòng trang lọ tiểu thủ công nghiệp. Hàng nảy quân tiểu khâu y chẳng, bê hiểu có làn đầu tư biệt cụm tiểu thủ công nghiệp. Này tiểu quân triển khai tăng y hàng thầu, y chẳng vấn canh mài hà làn đầu tư biệt. Giá trị liều châu bua cụm tiểu thủ công nghiệp nai bé, nhiệt cụm chủ phẩy chậm chun nhàn, nai bé chủ mài nhiệt bé nhì chậm chun nhàn liều liệp chân bua tiểu thủ công nghiệp. Chào tiểu công dấu nhàn lọ miền màn dâm, bút sánh quyền, vần chủ. Y chăn, ỏi quy hoạch bia cụm tiểu thủ công nghiệp, bé chủ mài tòng trăng chào miền màn chủ đầu tư.
chưa quy củ. Thì bây giờ muốn quy hoạch vào trong cụm tiểu thủ công nghiệp thì cần phải có mặt bằng và cần phải đầu tư. Dầm nay công nghệ tiểu thủ công nghiệp dầm Phú Sài Nguyên tình tình phát triển hàng nải quân, quần trăm vần sản xuất rổ, quy mô bé hua trà tình, kỹ thuật bén hăng, liều che xuân tiểu khâu này, dầm chàm thảo Phú Sài Nguyên cũng chi bìa chầu cầu có trình sâu anh hộ khuyến công lọ xanh, tạo điều kiện lồng pun có tổ chức cỏ chảy, chi bìa ca nhàn anh hộ tòng chầu nhằn, khuyến khích thu hút miền chầu cung dầm tẩy pung bìa chầu dầm có cơ sở. Mùa tỏi trên hâm, dầm có hàng chìa văn tiền quyền cún dầu thăm pung hùng, liều đẩy mạnh tiểu công cải cách hành trình. Dầm này, mang tháo hiện đại hòa tiểu hành trình trao bầu hàng chất lượng, có làn cán bầu công chức, hùng thầu, tiểu hiếu xiền pun miền màn. Dầm thị trần Khánh Yên, tháo nai mài trước dầm bẩn bê cán bầu công chức lồng hộp thư điện tử, liều suy thiêu công dầu cho ứng dụng phần mềm, điều hành công dầu, liều tàn bao xiêm an toàn. Chân dâm tiểu cung cun siêu thống kê, khùng sao khả lệnh quế dân y hằng, dâm bộ phận yết buông kèng, lọ thị trần, vậy ứng dụng công nghệ thông tin cun che xuân có tiểu, chân chàng hộ chết pết nhì trợ pham thủ tục hành trình pun miền màn, ủy ban miền màn thị trần Khánh Yên cun xe liềm, phiêu đánh giá mức độ hiêu hăm, tỏi căn có làn can bậu dâm tiểu cung che xuân công chầu. Nói chung là cái thời gian ấy thì theo tôi cảm thấy là con bé chảm chìa gia hãy có làn can bậu chầu cung dâm bộ phần yết buông nay bé cun che xuân hồ sơ có xiêm gia hãy hiêu xiền căn có làn miền chầu cung dâm nay. Hài lòng với cái thái độ của anh em làm việc. Ủy ban dân thị trấn cũng đã chủ động phối ủy hợp ban với miền màn thị trấn cũng chủ động phối hợp trao các phòng ban chuyên môn và đồng bé phòng nội vụ tập trung với chỉ đạo cải cách hành chính dâm này, trong chủ trương thực hiện này chủ trương hữu dần miền, hữu dần công dầu, hữu quy người, trình, hữu dần việc, trách nhiệm, rõ quy trình, này, quá trình dầu có thủ tục hành trình kết quả, miền màn, rõ cái trách nhiệm trong quá trình thực hiện. Căn tiểu kinh trên dầu lọ chẳng hệ thống chính trị, chàm chìa văn biển quyển khuôn tròn xuân năn con, dầu tiểu công cải cách hành trình. Chàng hàng, ủy ban miền màn quyển khuôn ban hành kế hoạch cải cách hành trình, hệ thống văn bản quy hoạch pháp lề, bịa thẩm quyền ban hành lọ có cơ quan đơn vị ủy ban miền màn cấp xìa tu xây liệm ban hành tàn bao tiểu lồng họp lầy đồng bộ thủ tục hành trình tu cải cách căn hùng chân hệ hưu trao hệ trầu rồi dịa trao bầu hàng chất lượng che chân có thủ tục hành trình dầm ba liền có lĩnh vực cun siêu bèo cua dân bé thủ tục hành trình liền kín thảo miền màn trao doanh nghiệp thao y rằng cún mai yết pe buồn pe có cơ quan đơn vị cấp quyền cho ủy ban miền màn xìa dâm chàng quyền cún ứng dụng công nghệ có tiểu phiền bịa châu cung quyền cún phối họp triển khai áp dụng thủ tục hành trình pun yết pe buồn pe phòng ban chuyên môn có xìa thị trần tỷ lệ thiêu sâu dây điện tử thông chia môi trường mạng buổi yết pe buồn pe dâm cấp quyền tháo có sở ban ngành lọ xanh thông dầu nhiệm vụ dân bộ phận diệt bùng bây giờ quân quần xàm tiểu khâu dần trình độ dân trí hang trà xàm lan miến hưu giảng hang này dìa bùa quân chủ chào bùa thăm dầm này dìa bùa quân chào bùa nìn bùa vần phiêng chân hang khỏi bùa khai sinh phe trò lại sâu dây mai xàm lan phía chậm thảo nhì chẹp dùn quân chân gây hên này anh mai tiểu thiêu lọ xàm tủ thuộc hành trình tiểu công cập nhật có tiểu phiền lọ miền màn vẫn hạn chế xác định tiểu quan trọng lọ tiểu công cải cách hành trình dâm dấu nhận dấu hôm lọ tẩy pung văn biển quyển quân số chào tỉnh tinh đẩy mạnh tiêu xì triển khai giám sát cơ chế diệt bung liên thông liều dầu hiện đại hóa có thủ tục hành trình gây hết này quyển quân số kinh chuyên đầu tư bầu cấp hạ tầng kỹ thuật đào tạo bồi dưỡng có làn can bầu tàn bao cáo điều kiện liều dầu có dịch vụ trực tuyến chào áp dụng phần mềm điện tử căn chuyên quy định ủy ban miền màn quyển tỉnh tinh chip bịa kiểm mẳng ăn phiền khả lệnh bùn có làn can bậu dâm cấp xìa tiểu nay dầu xuân tổng hiệu quần u công hòa phòng nội vụ đã
Sở Nội vụ cũng chủ động tham mưu Bùn Có Quyền cháu có nhiệm vụ dần tiêu công hành trình tăng hàng tàu nhằm chằm thảo nay. Sở Nội vụ cũng chỉ địa phối hợp cho các cơ quan đơn vị can tiểu kênh chiên cháu chẳng cho kết cháu phù hòm văn tiền quyền quân số bữa tu chằm biển biêu chỉ địa tiêu công cải cách hành trình cháu quân chip lành tiêu công là bé nhận nhầm có nhiệm vụ bất đồng. Nam nhân phiếu sơn siêu tu phụ nhô nhân phiếu sơn chính ta ngô xanh sáng trôi bê yang a kê na phiêu xuân khu bê in hăng co ngã hò suy bầu tang y tuệ phạm quân na suy ô chỉ tội bùi nhân dám liu chơi phiêu sửa na nghìn quân na thân nhà mà liu thì ô tao chia cho trời à cho ô mê người phạm tao là chỗ su bữa trang ôi tại lầu xe yo yo nhân trang ô phiêu phiêu lò bê chỗ mang à ý luôn à chỗ hẹn ô trời ơi bia tín nà hằng quyền ô nhân ơi tu kim mê phụ gọi là ôi nhân trời xây về khu kê nở dầu về họ ghê na hay ôi ya ma kinh tông ê thao chiêu tình ơ
chân say kỹ na chân mà em nhớ tay ôi phải thơ sẽ nở ta em nhớ nở nhà ngô quê họ bê cho tình à mai chân chỉ hòa ơn chiều dìa chẳng mà chiều bé lúa dặn quê hai bê bằng ô na chiều nhớ đồ màn rồi xây với nhà mà giàu hoàng ô tay à tha lệ tay à to phiền phiền hay ơi tiêu chun càng trang bây giờ mà giàu bé hò về liếm mà tua chưa tin nói ô phiêu say bê chín á bê nô yô chú bê quá chẳng á phiêm hay ơi yám ô mai kinh tông bê thao hùng cha bê thầy mãi à chăm hồng quyền ô quá sang quyền na yêu sai kia ô chăm mô sang nhân bê tội cho hòa yêu yêu phải mà ta là phần siêu ta nô tăng a yên bề yên a ta bên nhau lâu nhân ô mà rồi xây bề a chỉ bề chăm quan bề man yam be i hwa mo pyam mo mo ta chen ham le jing i men wa la dai phat thanh truyền hình lo hi sang i hoi thanai be liu a chung jing tha chang mo ta i liu phiam mang i bu ni le jing hen po mo ta i yam ko le jing kan gang chen ham tha chang mo ta